Trong 3 kỳ Euro gần nhất, đội tuyển Thụy Điển đều chỉ dừng chân ở vòng bảng. Thế nhưng cơ hội đã mở ra với thầy trò huấn luyện viên Anderson sau khi họ cầm hòa thành công Tây Ban Nha ở lượt đấu đầu tiên. Trước ứng cử viên số 1 của bảng đấu, đội tuyển Thụy Điển phần lớn đều chịu sức ép. Chính hàng phòng ngự tốt cộng thêm việc đối phương dứt điểm tệ đã giúp cho đại diện của bóng đá Bắc Âu giữ được một điểm quý giá. Trong khi đó, đội tuyển Slovakia đã có kết quả vượt kỳ vọng sau khi đánh bại vị khách quen thuộc của các kỳ Euro, đó chính là đội tuyển Ba Lan với tỷ số 2-1. Sau khi chốt đội hình tham dự Euro 2021, không nhiều người tin rằng họ có cơ hội khi rơi vào bảng đấu có những Thụy Điển, Tây Ban Nha hay Ba Lan. Tuy nhiên, màn trình diễn khoáng đạt và tự tin trước đại bàng trắng cho thấy Slovakia rất có thể sẽ là chú ngựa ô ở mùa hè năm nay. Chuyên gia của WhoScore nhận định, Thụy Điển đã chơi tương đối tốt trước Tây Ban Nha, Slovakia thì đã gây bất ngờ với chiến thắng trước Ba Lan và họ đang là những người dẫn đầu bảng E. Tuy nhiên nên nhớ rằng sau 6 lần chạm trán, Thụy Điển chưa từng thất bại trước Slovakia. Với việc đã cầm chân thành công đội bóng mạnh nhất bảng E là Tây Ban Nha, Thụy Điển sẽ chiến đấu vì một suất đi tiếp. Chuyên gia dự đoán màn đối đầu giữa Thụy Điển và Slovakia sẽ kết thúc với chiến thắng 1-0 dành cho Thụy Điển. Thông tin xung quanh. Trong năm 2021, Slovakia hòa tới 4 trận. Thụy Điển giữ sạch lưới 5 trong 6 trận gần đây nhất. Có 5 trận vòng bảng Euro gần nhất của Thụy Điển kết thúc với ít hơn 3 bàn. Thụy Điển bất bại trong 5 trận đấu gần nhất, trong đó có 4 chiến thắng. Slovakia cũng bất bại 5 trận đấu liên tiếp nhưng chỉ có được 2 chiến thắng. Webthethao.vn dự đoán Slovakia sẽ có chiến thắng 2-1 trước Thụy Điển. Đội tuyển Cộng hòa Séc đang tạm thời dẫn đầu bảng D Euro 2021 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Scotland. Lượt trận thứ hai, đoàn quân của Šilhavý sẽ đối đầu với Croatia, đội bóng vừa để thua 0-1 trước đội tuyển Anh ở ngày ra quân. Đây được dự báo là trận cầu căng thẳng bởi kết quả của nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của cả hai đội. Croatia hiện tại vẫn dựa vào các lão tướng như Luka Modric hay Ivan Perisic. Bóng đá Croatia chưa tìm được lớp kế cận xứng đáng và đang có dấu hiệu đi xuống. Hàng công thiếu sức sống, 2 trận liên tiếp không thể ghi bàn, nhưng hàng thủ của Croatia thi đấu chắc chắn, chỉ để lọt lưới 3 lần trong 5 trận đấu gần nhất, trong đó có màn trình diễn khá tốt trước đội tuyển Anh. Với cục diện sau lượt trận đấu đầu tiên, Croatia phải rất cẩn trọng bởi một thất bại nữa sẽ tước đi quyền tự quyết của họ. Nhưng dù sao thì Croatia cũng được đánh giá là đội bóng có đẳng cấp cao hơn so với Cộng hòa Séc. Không có nhiều cá nhân nổi bật nhưng thành tích của Cộng hòa Séc trong 6 lần từng tham dự Euro là rất ấn tượng. Một chức Á quân, một lần vào đến bán kết và một lần vào đến tứ kết. Lối chơi tập thể gắn kết và rất chắc chắn vẫn đang là bản sắc đem đến thành công cho thầy trò huấn luyện viên Šilhavý. Chiến thắng 2-0 trước Scotland cho thấy đầy đủ sự nguy hiểm của Cộng hòa Séc. Không khó để đoán trước thế trận phòng ngự đầy khó chịu mà Cộng hòa Séc sẽ giăng ra trước Croatia. Bình luận viên Quang Huy nhận định Cộng hòa Séc sở hữu lối chơi đầy mạnh mẽ và đang rất hưng phấn sau chiến thắng trước Scotland. Nhưng hãy coi chừng những pha phản công của Croatia, chỉ cần một đường truyền vượt tuyến của Luka Modric, số phận trận đấu có thể sẽ được định đoạt. Bình luận viên Quang Huy dự đoán trận đấu này sẽ có chiến thắng 2-1 dành cho đội tuyển Cộng hòa Séc. Thông tin xung quanh. Tại Euro 2016, hai đội cũng ở cùng bảng đấu và cầm chân nhau 2 đều. Croatia đang thể hiện phong độ kém cỏi với 3 trận không thắng từ đầu tháng 6 tới nay. Trận mở màn, Croatia thua tâm phục khẩu phục trước Anh. Cộng hòa Séc đã gây bất ngờ lớn bằng chiến thắng 2-0 trước Scotland với cú đúp của tiền đạo Patrick Schick. Webthethao.vn dự đoán trận đấu này sẽ có kết quả là 2-1 dành cho Croatia. Đội tuyển Anh đối đầu với Scotland là trận đấu quốc tế lâu đời nhất trên thế giới. Hai đội gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1872. FIFA đã công nhận đây là trận đấu bóng đá cấp đội tuyển quốc gia đầu tiên trong lịch sử. Anh coi như đã đặt một chân vào vòng 16 đội Euro 2021 sau chiến thắng trước Croatia, trong khi Scotland hành quân đến Wembley và cần tối thiểu 1 điểm để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng sau khi họ đã để thua Cộng hòa Séc. Hai đội gặp nhau lần cuối vào năm 2017, bàn thắng ở phút bù giờ của Harry Kane đã giải cứu đội tuyển Anh khỏi nguy cơ thất bại và giành được kết quả hòa 2 đều. Nhưng người Anh có thể tự tin trước trận đấu này bởi Scotland đang tỏ ra vô duyên trước khung thành đối phương. So với Scotland, đội tuyển Anh đương nhiên được đánh giá cao hơn hẳn. Tam sư sở hữu dàn cầu thủ có chất lượng tốt hơn rất nhiều và lợi thế sân nhà Wembley cũng là một điểm cộng lớn. Chuyên gia của Sportmon nhận định Scotland không được phép thua ở trận đấu này nhưng họ sẽ không thực hiện được mục tiêu. Anh thể hiện họ là đội có hàng thủ tốt và nhiều khả năng sẽ không để thủng lưới ở trận đấu này. Một chiến thắng cách biệt 2 bàn là kết quả mà chuyên gia lựa chọn. Chuyên gia dự đoán kết quả của trận đấu này sẽ có chiến thắng 2-0 dành cho đội tuyển Anh. Thông tin xung quanh, Harry Maguire có thể ra sân trong trận đấu giữa Anh và Scotland. 4 trận đối đầu gần nhất giữa đội tuyển Anh và Scotland có tổng cộng bàn thắng từ 3 bàn trở lên. 3 trên 4 trận đối đầu gần nhất có bàn thắng trong hiệp 1. Scotland ghi bàn ở 5 trên 7 trận sân khách gần nhất. Webthethao.vn dự đoán sẽ có chiến thắng 3-0 dành cho đội tuyển Anh ở trận đấu này.